Thanh Hằng lên xe hoa. Vâng, đã, các bạn không nghe nhầm đâu, đó là siêu mẫu Thanh Hằng chuẩn bị đám cưới. Đám cưới Thanh Hằng có chồng nhạc trưởng đại đàn hát hé lộ thực đơn 5 sao. Siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh tổ chức đám cưới vào tối 22 tháng 10 tại một khách sạn sang trọng ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Vài tiếng trước giờ tổ chức tiệc cưới, Thanh Hằng bất ngờ chia sẻ cô bị ngộ độc thực phẩm nên phải ăn cháo thịt băm. Sau đó sức khỏe cô dâu dần ổn định. Theo ghi nhận, từ 17 giờ an ninh bên ngoài khách sạn được thắt chặt, đội ngũ bảo vệ chia thành nhiều lớp kiểm tra nghiêm ngặt ở các lối đi vào trung tâm tổ chức sự kiện. Khi vào cửa, mỗi khách mời phải cầm thiệp cưới, nếu ra ngoài khách phải làm thủ tục check in lại. Siêu mẫu Thanh Hằng yêu cầu khách mặc theo 3 gam màu chủ đạo là đen, trắng và bát đen, chân dài 8x và chồng đón khách từ 18 giờ. Các khách mời có 1 tiếng chụp ảnh trước khi bắt đầu nhập tiệc. Đám cưới Thanh Hằng. Đám cưới Thanh Hằng có sự tham gia của nhiều bạn bè trong giới như vợ chồng Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, diễn viên Lương Mạnh Hải, đạo diễn Vũ Ngọc Lãng, siêu mẫu Lan Khuê, Hương Giang, đạo diễn Trần Thanh Tùng. Ở phần tiếp đón, Thanh Hằng mặc đầm có form dáng đuôi cá, khoe va trần, kết hợp căng tay họa tiết thanh lịch. Cô cầm bó hoa còn tông hồng, tím để tóc xóa đơn giản. Nhạc trưởng Trần Nhật Minh lần đầu xuất hiện công khai cùng vợ, mặc áo vest trắng kết hợp quần áo đen. Một nguồn tin thông chia sẻ với phóng viên, đám cưới của Thanh Hằng chính thức bắt đầu lúc 19:30. Các thủ tục nghi lễ của buổi tiệc diễn ra gọn gàng, sang trọng, không gian tiệc cưới trang trí hoa trắng làm chủ đạo. Ở phần nghi lễ chính, Thanh Hằng thay bộ đầm trắng form dáng chữ A, đội khăn voan, họa tiết hoa lộng lẫy. Mở đầu đám cưới, nhạc trưởng Trần Nhật Minh vừa đệm đàn vừa hát ca khúc Mảnh ghép của hai giấc mơ, lời Việt Anh. Sau đó đón cô dâu ra, Thanh Hằng và chồng xúc động trong thời khắc trọng đại, nói lời cảm ơn gia đình hai bên, quan khách, bạn bè có mặt chung vui. Sau khi cô dâu và chú rể trao lời nguyện thề và nhận cưới, buổi tiệc bước vào các tiết mục tưng bừng của bạn bè, gia đình để chúc phúc cho cặp đôi. Thanh Hằng được bạn trai cầu hôn từ tháng 8. Chồng của siêu mẫu là nhạc trưởng Trần Nhật Minh, sinh năm 1981, hơn cô 2 tuổi, là chỉ huy dàn nhạc tại nhà hát Giao hưởng Nhạc Cũ Kịch thành phố Hồ Chí Minh. Lễ gia tiên của Thanh Hằng đã được tổ chức tại nhà riêng vào sáng 21 tháng 10 với sự tham gia của gia đình, bạn bè thân thiết. Trong một buổi phỏng vấn trước thềm lễ cưới, Thanh Hằng nói lý do kết hôn cùng nhạc trưởng Trần Nhật Minh vì anh ấy cần một nốt nhạc cuối cùng để hoàn thành bản giao hưởng hạnh phúc mà anh đã biên soạn nhiều năm, và tôi có nốt nhạc rất xa đó. Vâng, nói thêm về Thanh Hằng, sinh năm 1983, được biết đến khi giành vương miện Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002. Đến nay, Thanh Hằng vẫn là siêu mẫu hàng đầu làng mốt, giữ vị trí quan trọng trong nhiều show diễn. Ngoài ra, Thanh Hằng cũng lấn sân sang điện ảnh, xuất hiện trong một số phim được chú ý như Nụ Hồng Thần Chết, Mẹ Chồng, Mỹ Nhân Kế, Chị Em.